Xin chào anh em đã quay lại với kênh YouTube Phan Nguyễn Vlog. Hôm nay thì bọn mình sẽ chơi một trò chơi là rất là quen thuộc, đó là đánh cầu lông. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các anh em sẽ quay cho các bạn xem về trò chơi đánh cầu lông và bên nào thắng sẽ được giải thưởng là 100.000. Bây giờ mình sẽ là người quay, còn lại là Cảnh, Nôm và Quốc sẽ là đánh cầu lông. Và trò chơi xin được phép bắt đầu. Bây giờ là Cảnh và Nôm sẽ là hai người đầu tiên. Một không. Đánh 10 vậy? 10 trái à? Năm thôi. 10. Mấy tuổi chi Nôm? Mấy tuổi chi Nôm? Thế anh đoan rất là gai cắn. 2-0, nghiêng về Cảnh Dio. Quốc bây giờ đang làm trọng tài và đi nhặt cầu. Một. Anh đang ngồi một. Bỏ không? Nó mà Trung Quốc. 4-0. Đó là một con Trung Quốc. Quá đẹp. Rồi. 5-0. 10 trái mà, 10 trái mà. Nam, hồi nãy cho Nam. Không, quýnh 10 luôn đi. Quýnh 10 luôn đi. Quýnh 10. Quý gì đó 4 tuổi là 5-0. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Rồi. 1-5. Nôm vừa có một quả đầu tiên trong sự nghiệp solo. 6-1. 3-2. 3 ngầu vậy? Cái nước 3 ngầu vậy? Rồi. 6-1 rồi. 7-1. Quánh cơ hả? Đi ra nữa. Đủ cái nó đánh này. Khá xá à? Đâu về à? Đâu về chưa? Cảnh đây chơi Cảnh. Ồ, có thùng dưới đài bên đấy. Đúng rồi. Đúng. Đúng. Nó đang tiếp tục đi bon lại ạ. Đúng rồi, còn hai trái nữa rồi bạn ơi. Rồi, 9 nữa. Rồi. Thế là đâu đã thua. Nôm đã thua cuộc. Đó. Bây giờ cũng công với nó hả? À. 1-0. Này nó thiếu này gì? Món nào mà lấy lô món nào? Tiếng Lộc à? À cái quỷ bon á. Ở đây là cố gắng hết sức. Có không phải đâu.
Bò không rồi bạn? Bốn không? Bốn. Mày chắc không quá. Kiếm này chắc chắn. Anh sẽ gửi lại đây. Anh sẽ gửi lại đây. Không tin. Chơi đó hả? Bố tùy cậu nhá. Ba không. Quấn gì nữa. Tốn không? Tốn rồi chứ. Nếu đầu con ơi. Ủa? Heo là mà. Heo đó. Heo tốn. Tốn hả? Thế em kêu cái bò chứ. Rồi tao bỏ tốn luôn nè. Tốn luôn. Được đó. Bắn thiện tây với người. Để cái bò đã bắt đầu. Chín. Đi đánh nào bố. Rồi kết thúc. Đâu có được không á? Và phần tháng á. Phần tháng đã thuộc về cảnh Dio. Bây giờ bọn mình đã kết thúc video. Phần tháng đã thuộc về cảnh Dio với giải nhất là 100.000 và giải nhì là 50.000 Việt Nam. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký ủng hộ kênh bọn mình nhé các bạn. Chế đi tắt đi chế. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.